1946 bố tôi đã kinh doanh cà phê, tức là lúc đó là tôi chưa đẻ. Bố tôi làm ở đằng Metropole, học được cái cà phê trứng từ cappuccino. Tại sao nghĩ ra cà phê trứng là bởi vì này, cái cà phê cappuccino nó phải rất nhiều tiền. Lúc đó là bố tôi lại làm pha chế ở trong Metropole, và cái cà phê trứng như này làm lại giống giống như là cappuccino mà có phần lại ngon hơn, tức là một chỉ bằng 1/10 cái cốc cappuccino của Metropole. Ai uống được, ở người Việt Nam mình ai cũng làm được. Nên là nó từ đấy là bố tôi nghĩ ra là cà phê trứng. Đến lúc mà tôi bắt đầu vào tiếp quản nó có là 20 năm rồi, thì là mọi người cứ làm theo tính chất là công thức của gia đình thôi, thế mà làm thôi. Sau này cà phê trứng nó lên ngôi thì nhiều người uống, thì lúc đó người nọ nhà nhà bắt chiếc, người người bắt chiếc. Thế ngày xưa là người ta không phải ai uống cà phê trứng, ít lắm. Mình cũng là fan của cà phê trứng khá là lâu rồi. Lúc đấy thì mới là một cậu sinh viên năm nhất, thì mình cũng tình cờ nhìn thấy cái cà phê giảng này. Lúc đầu mình cũng khá là tò mò, thì sao thì cà phê có thể kết hợp được với trứng nữa. Mình đã thử và mình cũng đã yêu ngay cái cốc cà phê này từ lần đầu tiên mình được thưởng thức. Tình nhất là đầu tiên phải là trứng cà ta, xong rồi là có tí đường, tí bơ, tí sữa cho vào máy đánh. Ngày xưa đánh tay thôi, nhưng bây giờ cho vào máy đánh là bán thế thôi, để cái. Còn cà phê rang nữa, phải rang rang đúng cái mùi vị của nhà mình. Thì thành ra là cái cà phê trứng của mùi vị của mỗi một nơi nó khác nhau, là gì cơ bản là cái mùi cà phê nữa. Không phải là cà phê trứng nó, ví dụ như là cacao trứng này, đậu xanh trứng này, rồi Oreo trứng này, rồi là matcha trứng này, rồi là cái gì đó, nhiều món trứng nó đại khái là như thế. Thì lúc đó bây giờ nó mới xu thế, nó mới hợp với cả thanh niên bây giờ. Thế còn mỗi cà phê không, là người ta thanh niên là không uống cà phê, thì nó uống cái khác.